Hello mọi người, đợi lâu lắm rồi thì cái dòng máy Benbu Suite 4 hôm nay mới về lại nha mọi người. Về có đầy đủ size là 5.000 nè, 6.000 và 8.000 luôn. Nhưng mà size 8.000 thì size to lắm, em không có về đây sẵn nha. Hôm nay chỉ về size mà mọi người hay đánh là size 5.000 với 6.000 nha. Thì mặc định là khi mọi người mua cái máy Ben á sẽ có cái túi nha. Đây, có cái túi kèm theo cho mọi người luôn. Công ty tặng luôn chứ không phải là shop tặng nha mọi người. Đây, size 5.000 này. Một số thông số của size 5.000 cho anh em mà chưa biết tới dòng máy Ben này nha. Thì tên máy là BuSud 4, dòng này nâng cấp của BuSud 3 nha. Retor của 5.6 trên 1, cân nặng là 557 g cho size 5.000, còn size 6.000 nó khoảng 605 g nha mọi người. Công nghệ hãm HT 100 nè. Thông số vào dây bên đây nha, thông số vào dây của máy mọi người xem bên đây nè, mili nè. Nếu mà 0.46 thì vào được 125 mét. Dây nhỏ hơn thì vào nhiều hơn. Còn mọi người đi câu hồ thì nếu mà dây khoảng 55 á thì vào khoảng 100 mét. 100 mét hơn nha. Hồ thì tầm 100 mét là mọi người quýnh được rồi. Còn nếu không thì mua size 6.000 nó sẽ vô dây nhiều hơn một chút. Đây là mấy cái 5.000, 6.000 ở dưới nha. Mình sẽ khui 6.000 cho người xem luôn. Đây này, size 6.000, nặng là 608 gram chứ. Và thông số vào dây, thông số vào dây thì nó vào được bao nhiêu đây? Nếu mà size 0.48 thì 190 nha. Mọi người vào dây 55 thì nó rơi vào khoảng 150-160 mét nha. Cũng khá là nhiều nha mọi người. Đó rồi, ok, bây giờ sẽ khui máy ra nha mọi người. Thì cái dòng máy này màu nó vẫn là màu đen và viền bạc nha. Rồi, ok, máy chúng ta nha mọi người. Máy thì có kèm theo cái lông đền này. Cái này một số anh em thắc mắc để sử dụng thế nào. Thì phía trong cái nồi máy này đây nha, ở trong này nè. Phía trong nồi máy nó sẽ có một cái lông đền trắng trắng. Khi mà mọi người xài một thời gian á thì cái đây nè, lông đờn nó sẽ bị mòn, thì mọi người vào dây á nó sẽ không có đều nha, thì mọi người sẽ thay. Ở đây nó có hai cái luôn nè, và ở đây tặng kèm thêm hai cái nè, mọi người sẽ thay một cái khi mà nó mòn nha. Máy chung là cốt trợ lực nè mọi người, to cốt to nha, khỏe. Thì dòng BuSud là giá tầm trung cho anh em xài đánh hồ dụ là khá ổn nha mọi người. Thì BuSud 3, thì BuSud 3 hiện tại đang hết hàng. Thì đợt này nó về BuSud 4 nha. Cốt tầm 8-10 ly nha mọi người. Cực kỳ khủng luôn. Coi máy cứng cáp. Cái dòng BuSud 4 này mọi người, nó khác cái BuSud 3 là ở cái chỗ cái tai quay nha. Tai quay BuSud 4 nâng cấp lên là cái núm cao su tròn. Và cái màu tai quay nó chuyển qua màu bạc luôn. Còn cái dòng 3 thì nó cái màu của nó là cái màu màu đen, và cái chỗ này cao su núm bầu dục nha. Đó, như khác như vậy thôi, còn ngoài ra thì thông số nó cũng không có gì thay đổi lắm nha mọi người. Cái dòng này thì cái tiếng kêu cũng khá là hay nha. Đó, tiếng kêu cực kỳ hay luôn. Thì mắc ráp máy này thì rơi vào khoảng 9 kg nha mọi người. Đây, họ có ghi sẵn trên cái mô pin nè, mắc ráp 20 lb khoảng 9 kg. 9 kg có nghĩa là mọi người siết cứng mô pin lại luôn, là lực tác động lên vào tầm 9 kg, hơn 9 kg thì nó sẽ xoay. Còn cá lớn hơn thì cứ xả pin ra, mọi người dòng bắt được bình thường. Ở dưới bắt máy chữ Ben luôn nha mọi người. Chung là mẫu này không còn xa lạ gì với mọi người. Đó rồi, về giá đợt này cũng chênh lệch hơn
những đợt trước một tí nha mọi người. Thì giá nếu mà size 5.000 là 1.800.000, còn 6.000 là 1.900.000 nha. Giá nó lên và nó lên cũng một ít đó, so với những cái đợt hàng trước nha mọi người. Thì trong thời gian này thì nếu mà mọi người mua máy thì bên này sẽ miễn phí vận chuyển, đồng thời sẽ tặng kèm thêm cho mọi người một cuộn dây mê công rai. Cuộn này 500m nha. Màu thì nó có màu xanh hoặc là màu cam và một màu nữa là màu xanh. Mọi người có thể chọn cái màu nào cũng được. Size thì nó có số 8, số 10, 12 và 14. Nếu mọi người đi đánh sông thì chọn size nhỏ, còn đánh hồ thì chọn size tầm 12 hoặc là 14 đánh game luôn nha. Đó rồi, ok, anh em nào yêu thích thì alo shop Rạng nha, gửi hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Hàng đến mọi người khui ra kiểm tra xong rồi trả tiền nha. Bên shop Rạng cho xem hàng hết và không có đặt cọc gì hết nha mọi người. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người tiếp sau.